xinh đẹp ơi. Cái gì đấy bà? Cô ơi, khi lấy cô đưa cho tôi vẫn còn thiếu tiền. Thiếu tiền á? Vâng, tại khi lúc lấy cô đưa cho tôi nhiều tiền lẻ quá nên là tôi nhìn nhầm. Bây giờ đếm lại tôi thấy còn thiếu 10.000. Cô làm ơn cho tôi xin lại 10.000. Bà già, vừa nãy tôi trả tiền cho bà thì không thấy bà nói gì. Bây giờ tôi đi rồi, bà lại bảo thiếu tiền. Bà giấu tiền đi thì ai mà biết được. Bây giờ lại quay ra đòi à? Không cô ơi, chẳng qua là mắt tôi bị kém nên tôi... Bà mắt kém ý, thì mở to mắt ra mà nhìn. Ai đời bán hàng, tiền trao cháo múc rồi, bây giờ lại quay ra bảo thiếu tiền à? Trả lại cho bà, tôi không mua của bà nữa. Trả lại tôi tiền này. Nhưng mà tôi không đủ tiền. Không đủ tiền ấy thì ngày hôm nay bà đừng hòng bán tôi ở chỗ này. Tôi xin cô. Tôi xin cô. Thôi, không sao đâu. Có 10.000 chỉ nhỏ thôi mà. Này anh, lỗi này là do bà ta. Mình không việc gì với anh toán. Anh không được trả tiền đâu đấy. Thôi, bỏ qua đi. Cô ấy trồng được mớ rau đem đi bán vất vả mưu sinh. Thôi, trả cho cô ấy. Không được. Vất vả là do bà ấy không biết cách nhìn nhận tính toán. Nên là suốt đời chỉ là bà bán rau mà thôi. Em có thôi đi không? Nếu anh trả tiền cho bà ta, mình chia tay. Thôi thôi, tôi xin cô cậu. Cô cậu đừng cãi nhau nữa. Cô cậu cầm rau về đi. Phải vậy chứ. Đời người ai cũng có lúc mắc sai lầm. Biết sửa sai là tốt. Tôi tin bà sẽ là một người bán rau tốt đến cuối đời. Dạ vâng. Anh, cầm giúp em. Em đi ra kia mua ít đồ. Alo, ông à? Tôi bán sắp hết rau rồi ông ạ. Ông chờ một lát nữa thì tôi về nhá. À mà ông đang ốm đấy, ông đừng ra ngoài nhá. Chờ lát nữa thì tôi về, tôi mua thuốc luôn cho ông nhá. Cô ơi, cô gom hết rau rồi giúp con. Còn một tất giúp cô. Chú lấy tất à? Dạ vâng. Bí hóa quá. Cậu quên hết bao nhiêu ạ? Của chú hết 50.000. Con gửi cô ạ. Thế này thì làm sao tôi có tiền trả lại chú? Dạ tôi không sao đâu. Coi như con miếu cô đi. Coi như là xin lỗi. Vừa nãy bạn gái con đã gây phiền phức cho cô rồi. Tôi cảm ơn chú. Dạ. Tôi cảm ơn cô nhé. Con chào cô. Tôi cảm ơn chú. Anh đi cả trình chờ em rồi cả. Anh thích đánh mãi. Anh cho anh mượn túi sách của em. Đây. Của em đây. Kiểm tra trong túi là 5 triệu. Bây giờ có 2 triệu này. Thằng đấy của em đúng không? Tại em đây. Có giờ mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là anh ấy của em rồi. Màu chạy nhanh lên. Em ơi, do em mắt kém, con đem kỹ tiền đấy thôi. Anh làm sao? Anh nói đúng quá. Chỉ vì chuyện vật vãnh vừa nãy mà anh chưa không em ạ. Điều vật vãnh? Đúng, anh quan tâm đến những điều nhỏ nhặt vặt vãnh ấy.
Em có biết là anh được như ngày hôm nay đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt vặt vãnh hay không? Nhân cách của con người đều xây dựng từ những điều nhỏ nhất. Dù anh có cho em cả thế giới này, em cũng không biết trân trọng đâu. Xin lỗi, chúng ta không cùng lý tưởng.